họ nghĩ rằng là không cuộc sống thì họ lo cho bản thân của họ nhiều hơn. Lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái lại phải vất vả, bó buộc, giam cầm. Cho nên muốn sống một cách đơn thân. Đơn thân như vậy để làm gì? Đơn thân, cách sống đơn thân có cách tốt của đơn thân. Nhưng đơn thân để làm gì? Đơn thân để ăn chơi. Đơn thân để mình không bị phụ thuộc vào gia đình. Để mình chơi bời, mình thoải mái. Đi quán bar, đi sàn nhảy. Rồi nay sống với người này, mai sống với người khác. Đơn thân như thế thì theo như quan điểm của Phật giáo rồi này, sống đơn thân như thế chỉ làm tội lỗi mà thôi. Thì khiến cho cái tâm tà của mình ấy, cái dâm dục của mình, cái dục vọng của mình ấy, càng nặng nề, ê chề. Và đơn thân như vậy, còn trẻ thì có thể vui vẻ, thoải mái. Nhưng sau này về già bạn mới biết được cái gì, cuộc sống đơn thân nó khổ đau như thế nào. Bạn nhìn những người sống đơn thân, lẻ bóng một mình khi còn trẻ, có thể họ làm gì? Làm hoa hậu, làm người mẫu, rồi làm gì? Người nổi tiếng. Nhưng vì ăn chơi, chơi bời chắc choáng quá, cho nên về già đau khổ một mình, không có nơi nào để nương tựa. Về với họ hàng thì họ hàng gì cũng ai chẳng chứa, chẳng ai chứa. Vì khi còn trẻ, bố mẹ họ hàng bảo thì mình không làm theo, cho nên bị họ hàng xa lánh. Bây giờ già rồi tìm về thì chả ai người ta nâng đỡ mình, người ta giúp đỡ mình, cho nên cùi cút một mình. Có khi tiền có đấy, nhưng mà chẳng có ai thân thích để gần gũi cả, thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên ở đây thì theo thầy quan niệm về đơn thân thì thầy nghĩ rằng ở ngoài đời nếu mà đơn thân để làm việc tốt, ví dụ đơn thân, ví dụ như đơn thân để lo cho dân cho nước như là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé, lo cho dân cho nước mà không có thời gian để gì, để lo cho cuộc sống cá nhân mình đó, thì đơn thân như thế gì, đơn thân gì đáng được cả thế giới trân trọng và ngưỡng mộ. Và kể cả các thầy tu như các thầy này cũng trân trọng và ngưỡng mộ. Đơn thân vì gì? Vì dân tộc, vì đất nước. Đơn thân như thế là một cái hy sinh cao cả, hy sinh tuyệt đối gì cho đất nước, cho dân tộc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.